Hỏi mấy chào bạn nông cơ Hiếu có về một số đầm cóc. Ôi chàng đầm cóc này nó mới dữ ta. Đầm cóc nè. Rồi máy gì vét máng. Đây đầm cóc nè. Đây, đây đầm cóc nữa nè. Được mấy đầm cóc ta? Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy đầm cóc. Còn mấy vét máng nè. Mấy vét máng này là 400 cái hả? Dạ. 4 xị cái. Rồi. Rồi, ngoài ra thì một cái dàn phát điện rất là nhiều các bạn nha. Phát điện rất là nhiều luôn. À, 1, 2, 3 bán phát điện bán sỉ nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ui, nhiều lắm các bạn. Mấy chục cái phát điện á. Mấy cái phát điện luôn đủ loại. Robin, Kubota, Denso, rồi đủ hệ hết, đời thấp có, đời cao có, đời cổ có, đủ các đời ha. Rồi ngoài ra đây còn có kết nước máy cày nè, kết nước máy cày Nhật Bãi, máy cày cũ. Có này cái gì hay ta, giống như cái máy bơm hơi ha. Rồi đây máy phát điện nè, máy phát điện nè, đây máy phát điện nè. Phát điện nè, Denso rồi, máy phát điện rất nhiều ha, generator, máy phát điện này các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 cái máy phát điện các bạn. Rồi. Ở đây có một cái máy xới nữa nè, có một cái động cơ nữa nè. R90 các bạn. Động cơ R90 nè, Kubota R90 nè ha. Rồi ở đây có thêm một cái động cơ Kubota hai máy nè. Kubota gì đây? GA120. Bên này R90. Rồi. Bạn nào có nhu cầu thì cứ alo ha. 50 cái máy phát điện. Máy đầm cóc. Rồi, các bạn nào có nhu cầu cứ alo cho anh chủ ha. Cho anh Hiếu nha. Địa chỉ là đường Hồng Thập Tự, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai các bạn nha. Rồi, mến chào các bạn.